Bộ Giáo dục Mỹ đang mở cuộc điều tra các đại học Harvard và Yale sau khi phát hiện các trường đại học trong cả nước đã không báo cáo khoản tài trợ của nước ngoài trị giá ít nhất 6,5 tỷ đô la Mỹ từ các nước như Trung Quốc và Ả Rập Saudi sau thông tin của báo Wall Street Journal và Bloomberg. Harvard và Yale là hai trong số 8 trường đại học hàng đầu của nước Mỹ và thế giới, gọi chung là nhóm Ivy League. Cuộc điều tra hai trường danh tiếng này là vụ mới nhất trong mối xung đột giữa các trường đại học Mỹ với một liên minh các quan chức liên bang trong các ngành thực thi pháp luật, tài trợ nghiên cứu và nhóm nghị sĩ lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, là những người đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy do phụ thuộc của các trường đại học, học viện vào nguồn tài chính nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Theo một đạo luật đã có hơn 30 năm qua, các trường đại học có trách nhiệm phải báo cáo với Bộ Giáo dục tất cả những hợp đồng và tặng vật có nguồn gốc nước ngoài nếu riêng lẻ hoặc kết hợp lại có giá trị từ 250.000 đô la Mỹ trở lên trong một năm học. Dù đạo luật đã có từ lâu, nhưng gần đây Bộ Giáo dục mới bắt đầu thực thi nó một cách quyết liệt. Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos nói đây là sự minh bạch. Nếu các trường đại học nhận tiền và tặng vật của nước ngoài, thì sinh viên, các nhà tài trợ và người đóng thuế xứng đáng được biết số tiền đó là bao nhiêu, đến từ đâu. Hơn thế nữa, đây là đòi hỏi của pháp luật, trích dẫn của Bloomberg. Theo tài liệu của Bộ Giáo dục, trường Yale đã không báo cáo ít nhất 375 triệu đô la Mỹ tài trợ từ nước ngoài nhận được trong 4 năm từ năm 2014 đến năm 2017. Trong một bức thư gửi cho trường ngày thứ Ba 11 tháng 2 và đăng trên trang web của Bộ Giáo dục hôm thứ Tư 12 tháng 2 năm 2020, Bộ yêu cầu các trường nộp các hồ sơ ghi chép các khoản đóng góp từ Ả Rập Saudi, Trung Quốc và các tập đoàn viễn thông khổng lồ của các nước này như Huawei Technology và ZTE Corp từ Học viện Zhenming, tức là Yên Kinh học đường của Đại học Bắc Kinh, Đại học Quốc gia Singapore, Qatar và các nước khác. Bộ cũng yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết về nguồn tài trợ nước ngoài cho trung tâm Trung Quốc mang tên Paul Style của trường Yale và trường quan hệ toàn cầu mang tên Jackson mới thành lập của trường Yale. Với trường Harvard, Bộ Giáo dục cũng gửi bức thư tương tự, dẫn chiếu một trường hợp mà Bộ Tư pháp truy tố mới đây để yêu cầu nhà trường báo cáo các hồ sơ ghi chép về tặng vật và hợp đồng liên quan tới các chính phủ Trung Quốc, Qatar, Nga, Ả Rập Saudi và Iran. Bộ cũng yêu cầu các bản ghi chép liên quan tới hoạt động tài trợ của các tập đoàn Huawei Technology, ZTE Corp của Trung Quốc, Casper Sky Club và Konlovo Foundation của Nga, Alavi Foundation của Iran cùng nhiều tổ chức khác. Bộ Giáo dục cho rằng trường Harvard thiếu một quy trình kiểm soát thích hợp để theo dõi các khoản tài trợ có nguồn gốc nước ngoài và không thực hiện báo cáo đúng các yêu cầu của pháp luật. Trước đây, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cũng đã gửi những bức thư tương tự tới Viện Công nghệ Massachusetts, gọi tắt là MIT và Đại học Maryland. Nếu các trường từ chối báo cáo thông tin, Bộ Giáo dục có thể chuyển vấn đề sang Bộ Tư pháp và có thể tiến hành các vụ khiếu kiện dân sự hoặc hình sự. Đại diện của Harvard và Yale nói nhà trường đang xem xét yêu cầu của Bộ Giáo dục và chuẩn bị ứng phó. Các quan chức Bộ Giáo dục tố cáo các trường đã tích cực vận động tiền bạc từ các chính phủ nước ngoài, các công ty và cá nhân được coi là thù địch với Hoa Kỳ và có khả năng đang tìm kiếm cơ hội để ăn cắp các thành quả nghiên cứu và mở rộng tuyên truyền có lợi cho các chính phủ nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục nói, Bộ phát hiện tiền tài trợ từ nước ngoài chủ yếu đổ vào các trường đại học giàu có nhất nước. Những khoản tiền đó rõ ràng không giúp làm giảm hoặc bù đắp cho mức học phí cao của sinh viên Hoa Kỳ. Trung Quốc được chú ý đặc biệt. Các quan chức Hoa Kỳ nói Trung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để nhắm tới giới học giả, kể cả một kế hoạch tuyển dụng các nhà nghiên cứu nước ngoài do chính phủ tài trợ, gọi là chương trình ngàn tài năng, thiên nhân kế hoa. Một vụ giáo sư hóa học của trường Harvard đã bị bắt giữ vào tháng trước và bị cáo buộc tội khai man về mối liên kết với Trung Quốc, che giấu những khoản tiền hàng triệu đô la mà một trường đại học Trung Quốc trả cho trong lúc vẫn nhận 15 triệu đô la Mỹ mà chính phủ Hoa Kỳ cấp cho nhóm nghiên cứu của ông ta, đã rọi một luồng sáng mới vào mối liên kết giữa các trường đại học Mỹ với Trung Quốc. Cuộc điều tra các trường đại học là một phần trong kế hoạch trấn áp của Mỹ đối với nạn ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, liên kết với kế hoạch ngàn tài năng. Các trung tâm giáo dục ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc đã lan tràn trong các đại học Mỹ, lôi kéo sinh viên nhiệt tình tìm hiểu đất nước này cũng được chú ý. Nhiều nhà làm luật phê phán các viện Khổng Tử này, cho rằng các viện này đã tạo cho Trung Quốc cơ hội để xâm nhập vào các trường đại học và lôi kéo giáo sư sinh viên. Năm ngoái, báo cáo của một tiểu bang thượng viện ghi nhận gần 70% các trường đại học Mỹ nhận hơn 250.000 đô la Mỹ mỗi năm từ tổ chức Hán Biện, cơ quan của chính phủ Trung Quốc điều hành các viện Khổng Tử mà không báo cáo đầy đủ về số tiền đó. Tài trợ của viện Khổng Tử đi cùng với những ràng buộc có thể gây nguy hại cho quyền tự do học thuật, báo cáo viết.
Chính phủ của Tổng thống Donald Trump và một nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc và các chính phủ đối địch khác tìm cách sử dụng việc biếu tặng, tài trợ hoặc cộng tác nghiên cứu để tiếp cận các tri thức khoa học mà họ cần có để hoàn thành các mục tiêu chiến lược của quốc gia, thu hẹp khoảng cách về kinh tế và quân sự với Hoa Kỳ. Một cuộc điều tra vào tháng 2 năm 2019 của Tiểu ban Thường trực về điều tra của Thượng viện gọi sự tài trợ nước ngoài cho các trường đại học Mỹ là một hố đen. Hai nghị sĩ Bob Bowman của Cộng hòa bang Ohio và Tom Cable của Dân chủ Delaware, lãnh đạo tiểu bang cùng đưa ra một số tuyên bố. Sự kiện 6,5 tỷ đô la Mỹ tặng vật của nước ngoài cho các cơ sở giáo dục Mỹ cho đến nay không được báo cáo là một sự việc gây sốc và không thể tin được. Chúng tôi hài lòng khi Bộ Giáo dục đang gia tăng các nỗ lực thực thi pháp luật và tiến một bước trong việc bảo vệ tự do học thuật ở Hoa Kỳ. 6,5 tỷ đô la Mỹ là khoản tiền các trường đại học trước đây không báo cáo nhưng đã phải lần lượt báo cáo kể từ tháng 7 năm 2019 khi Bộ Giáo dục bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc điều tra vào nguồn tài trợ nước ngoài của các trường đại học. Cuộc điều tra trường Harvard và trường Yale là một cuộc điều tra thứ 7 và thứ 8 theo sau cuộc điều tra nhiều trường khác như Georgetown University, Cornell University và MIT. Tuy nhiên, một số trường đại học coi nhẹ mối quan tâm của chính phủ về an ninh quốc gia liên quan tới sự tham gia của nước ngoài ở các trường đại học, coi mối lo ngại đó chỉ là thổi phồng quá đáng, thậm chí phân biệt đối xử. Họ cho rằng sự cộng tác quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc, là hết sức cần thiết để thúc đẩy các khám phá khoa học mang lại lợi ích cho cộng đồng nhân loại.